Cô Hạ xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô rất vui vì hôm nay lại được đồng hành cùng các em với bài giảng học trực tuyến môn tin học lớp 2 của trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Ở những bài học trước, các em đã tìm hiểu công cụ soạn thảo văn bản đơn giản là WordPad. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu thêm một công cụ soạn thảo văn bản nữa, đó chính là Microsoft Word. Và phiên bản mà chúng ta tìm hiểu là Microsoft Word phiên bản 2010. Chúng ta vào bài đầu tiên, bài 25, Microsoft Word soạn thảo văn bản. Microsoft Word 2010 là một chương trình xử lý văn bản có các công cụ định dạng tài liệu giúp em tạo ra các tài liệu tốt hơn. Và đây chính là biểu tượng của Microsoft Word. Tương tự như WordPad, để làm việc được với Microsoft Word thì các em cần phải khởi động được công cụ này. Vậy làm thế nào để khởi động Microsoft Word? Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em cách khởi động. Đầu tiên, các em nhấp chuột trái vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Sau đó các em nhấp chuột chọn All Program. Tìm và nhấp chuột vào thư mục Microsoft Office. Cuối cùng các em nhấp đôi chuột trái vào Microsoft Word 2010 để khởi động. Các em cùng quan sát cách cô khởi động Microsoft Word nhé. Chúng ta nhấp chuột trái vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Sau đó nhấp chuột vào mục All Program. Tìm và nhấp chuột vào thư mục Microsoft Office. Cuối cùng, nhấp đôi chuột trái vào Microsoft Word 2010 để khởi động. Đây chính là giao diện làm việc của Microsoft Word 2010. Ngoài cách khởi động này thì các em có thể thực hiện theo một cách khác. Đó chính là nhấp chuột trái vào biểu tượng Windows. Sau đó nhập từ Word vào ô tìm kiếm. Chúng ta sẽ thấy đây chính là Microsoft Word. Chỉ cần nhấp đôi chuột trái vào thì chúng ta sẽ khởi động được công cụ. Và đơn giản nhất, đó chính là các em đưa biểu tượng của Microsoft Word ra ngoài màn hình máy tính. Cô sẽ hướng dẫn các em cách đưa biểu tượng ra ngoài màn hình máy tính. Chúng ta nhấp chuột trái vào biểu tượng Windows. Nhập từ Word vào ô tìm kiếm. Sau đó chúng ta nhấp phải chuột vào Microsoft Word 2010. Di chuyển con trỏ chuột tới Center và chọn Desktop để tiến hành đưa biểu tượng của Microsoft Word ra ngoài màn hình máy tính. Các em quan sát trên màn hình. Đây chính là biểu tượng mà chúng ta đã đưa được ra ngoài màn hình máy tính. Để khởi động thì chúng ta chỉ cần nhấp đôi chuột trái vào biểu tượng. Các em hãy khởi động Microsoft Word trên máy tính của mình nhé. Sau khi Microsoft Word khởi động xong, các em quan sát màn hình làm việc. Bây giờ, các em hãy liệt kê cho cô 10 nút lệnh giống nhau giữa WordPad và Microsoft Word. Hãy tạm dừng video để tìm hiểu, sau đó hãy mở lại để kiểm tra các em nhé. Tương tự như WordPad, Microsoft Word cũng có những nút lệnh như sau. Thứ nhất là nút lệnh dùng để chọn kiểu chữ hay còn gọi là phông chữ. Nút lệnh số 2, chọn cỡ chữ. Nút lệnh số 3, chữ đậm. Nút lệnh số 4,
chữ nghiêng. Nút lệnh số 5, chữ gạch chân. Nút lệnh thứ 6, màu chữ. Nút lệnh thứ 7, canh trái. Nút lệnh thứ 8, canh giữa. Nút lệnh thứ 9, canh phải. Và nút lệnh thứ 10, canh đều. Các em hãy hoàn thành bài tập này vào sách giáo khoa trang 28. Bây giờ các em hãy quan sát lại cho cô. Đầu tiên, đây chính là chọn kiểu chữ. Bên cạnh đó là nút lệnh dùng để chọn cỡ chữ. Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, chọn màu cho chữ. Và bốn nút lệnh này dùng để canh lề. Các em sẽ tìm hiểu bốn nút lệnh này ở những bài học sau. Tương tự như WordPress thì Microsoft Word cũng có chức năng phóng to, thu nhỏ màn hình làm việc của mình. Các em nhìn vào góc dưới bên phải màn hình làm việc của Microsoft Word. Nút lệnh dấu trừ, zoom out, dùng để thu nhỏ màn hình làm việc. Chúng ta nhấp chuột trái vào đây thì sẽ thấy màn hình làm việc của Microsoft Word sẽ thu nhỏ lại. Nút lệnh dấu cộng, zoom in, là nút lệnh dùng để phóng to màn hình làm việc. Khi chúng ta nhấp chuột trái vào zoom in, thì màn hình làm việc của Microsoft Word sẽ được phóng to. Các em hãy thử thu nhỏ, phóng to màn hình làm việc Microsoft Word trên máy tính của mình nhé. Với bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô hoàn thành bài thực hành ở hoạt động 4, trang 29 trong sách giáo khoa. Bài tập này yêu cầu các em dùng Microsoft Word để tạo văn bản có nội dung như sau. Đối với bài này, thì cô có thêm một yêu cầu dành cho các em. Đó chính là chọn kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 18. Sau khi soạn thảo xong thì các em tiến hành định dạng theo mẫu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách hoàn thành bài thực hành. Các em chú ý, văn bản này là văn bản tiếng Việt. Vậy trước khi tiến hành nhập nội dung thì các em cần làm gì? À, đúng rồi, chúng ta cần phải khởi động bộ gõ Unikey. Nhấp đôi chuột trái vào biểu tượng Unikey để khởi động. Sau đó chúng ta chọn bản mã là bản mã Unicode. Kiểu gõ là kiểu gõ Tablet. Chọn mặc định và chọn nút lệnh đóng. Tiếp theo các em sẽ tiến hành khởi động Microsoft Word để nhập nội dung đoạn văn bản vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập. Dòng đầu tiên được viết hoa. Vì vậy, nếu các em muốn nhập văn bản cả dòng viết hoa thì nhấn phím Caps Lock trên bàn phím. Cô giới thiệu với các em đây chính là phím Caps Lock trên bàn phím. Các em hãy nhìn trên bàn phím của mình và tìm cho cô phím Caps Lock nhé. Chúng ta nhấn phím Caps Lock để viết hoa dòng đầu tiên, văn bản và chương trình soạn thảo văn bản. Sau khi kết thúc xong một câu, các em muốn xuống dòng thì nhấn phím Enter. Sau khi Enter xong, các em nhấn phím Caps Lock một lần nữa để tắt chế độ viết hoa. Nếu muốn viết hoa ký tự nào đó, thì các em nhấn giữ phím Shift và gõ ký tự đó.
em tiếp tục nhập. Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Ở dạng chữ viết. Gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. Trong quá trình nhập, các em cứ nhập như bình thường. Khi nào đến lề phải của khung soạn thảo thì chữ sẽ tự động xuống dòng dưới, chứ các em không nhấn phím Enter để xuống dòng. Ví dụ ở đây, khi đến lề phải của khung soạn thảo thì chữ tiếp theo của cô sẽ tự động xuống dòng dưới. Kết thúc một đoạn văn bản mà chúng ta muốn xuống dòng thì nhấn phím Enter. Chỗ này, các em sẽ nhấn phím Enter. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím chữ C để viết hoa. Hành soạn thảo cho hết nội dung của đoạn văn bản các em nhé. Sau khi nhập xong nội dung, các em tiến hành định dạng văn bản. Đầu tiên, chúng ta chọn toàn bộ đoạn văn bản để chọn kiểu chữ và cỡ chữ. Các em đưa con trỏ chuột về phía trước đoạn văn bản, phía trước từ văn. Sau đó nhấn giữ và kéo chuột trái tới cuối đoạn. Chúng ta vào nút lệnh chọn kiểu chữ và chọn kiểu là Times New Roman. Chọn cỡ chữ là cỡ chữ 18. Tiếp tục, dòng đầu tiên, các em chọn màu hồng và gạch chân. Chúng ta sẽ chọn đoạn này, đưa con chuột về phía trước từ văn, nhấn giữ và kéo chuột trái cho tới cuối dòng. Sau đó, các em chọn gạch chân và chọn màu hồng. Chúng ta sẽ vào More Color để chọn màu hồng. Nhấp chọn OK. Tiếp theo, từ văn bản được in đậm. Microsoft Word in đậm. Và Microsoft là in đậm. Như vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các em cách hoàn thành bài thực hành. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy hoàn thành bài này. Và sau đó thông qua giáo viên chủ nhiệm của lớp mình để gửi bài cho cô kiểm tra các em nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.